Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, clip ngày hôm nay tôi làm để dành tặng cho anh em Sơn. Kỷ niệm 1 năm ngày anh em Sơn đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho kênh Game Today. Thay mặt cho kênh, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới những cái sự đóng góp của anh em Sơn trong cái quá trình mà tôi làm kênh. Cảm ơn anh em Sơn rất nhiều. Chúc anh em Sơn sẽ có một cái công việc ổn định, thu nhập ngày một gia tăng để có thể là vẫn tiếp tục ủng hộ kênh như hiện tại anh em nhé. Ngày hôm nay thì anh em cũng không có cái yêu cầu trong cái video clip là tôi sẽ làm cái bộ gì cả. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ coi như là tùy cơ ứng biến thôi anh em nhá. Sẽ nghĩ ra một cái đội hình gì đấy mà nó thật sự là nó hay ho để phục vụ anh em. Ok. Rồi. 3 goblin đầu game à. Trước tiên là chắc là tôi sẽ phải bỏ hết những con này đi đã nha anh em nhá. Tôi cũng chưa biết chơi gì mà tôi cứ pick cái con bom này vào này cho nó đặc sắc này. Rồi xem nào, em có chơi được bom không? Halilu à, Harilu chào tôi. Ok, xin chào anh em. Phấn khởi phết nhờ. Vào game mới làm con game đầu tiên đã gặp ngay fan ở trên kênh rồi. Cái gì cơ? Cuộc sống anh vẫn ổn chứ? Có giống anh hy vọng. Ôi. Fan gì đây? Fan gì mà nghe có mùi gọi là ấy đấy. Mùi chôn ấy. Chôn đấy anh em ạ. Tôi nhớ cái thằng này rồi. Đợt trước ấy nó cũng chào tôi kiểu này rồi một lần nên tôi nhớ. Xong rồi nó bảo là em hâm mộ anh lắm, anh Tuấn tiền tỷ. tôi nhớ cái thằng này. Chắc là cũng trêu anh em ạ. Thôi được rồi. Kệ đó. Rồi chúng ta tập trung vào cái con game ngày hôm nay nha anh em nhá. Không biết là có thể chơi Goblin được không đây. Đồ này thì cũng khá là nhiều đồ là bắn trưởng được đấy. Đấy, nhưng mà tôi ghép trước cái này nhá anh em nhá. Cái tẩu này là ngon này. Chơi Goblin thì ghép tẩu đầu game cũng ngon. Có nhiều anh em sẽ ghép cái chén thánh. Nhưng mà cái chén thánh thì nó chỉ được giai đoạn đầu thôi anh em ạ. Sau đấy thì cái giai đoạn giữa game thì nó hơi đuối. Nhưng mà với cái tẩu thì nó khác. Cái tẩu ấy, nếu mà nó ghép lên được cái món đồ cam thì nó sẽ đánh ở cái giai đoạn late game. Cái đồ nó đánh ở giai đoạn late game đấy, nó vừa tăng mana nhanh này cho đồng đội lẫn bản thân này. Đấy, vừa có cái khả năng hút máu cho toàn thể các cái đồng đội xung quanh. Mà cái khả năng hút máu ấy là cái khả năng mà nó rất quý ở trong cái giai đoạn late game. Bởi vì ở trong cái đồ, những cái món đồ mà hút máu ấy, nó chỉ có đồ cam mới có thôi. Đấy, chén thánh thì về late game thì nó đuối lắm. Nó không ok. Cái khả năng hút máu ngon hơn. Kết hợp với cái khả năng của cái tẩu ấy với cả cái dây chuyền giải ấy sẽ khiến cho anh em không bị chống hút máu. Đấy, trong vòng khoảng 10 giây có thể là tiêu diệt được đối thủ. Đấy, bằng những cái con co. Với cả cái đấy, cái món đồ đấy nó cũng chơi được với nhiều con anh em ạ. Cái món đồ mà cái tẩu nó sẽ chơi được với rất nhiều những cái con kết hợp được. Có thể chuyển đội hình linh hoạt. Chứ còn cái chén thánh thực ra nếu mà ví dụ chúng ta chơi mết, chúng ta ghép chén thánh đầu game ấy, nó phí lắm. Đấy, nó ít cái khả năng mà có thể linh hoạt ở trong những cái đội hình. Là tôi ít khi tôi ghép được chén thánh. Mặc dù là ghép chén thánh thì đầu game thì nó rất là khỏe nhá. Tôi không phủ nhận là cái chén thánh nó rất khỏe. Nhưng mà về cái hiệu quả của nó ấy, trong cả trận đấu thì nó không bằng được cái búa sét. Nó không bao giờ nó có thể bằng được những cái món đồ dạng như kiểu là giáp thép hay là búa sét đâu. Nên là những cái món đồ đấy tôi vẫn là ưu tiên hơn. đây rồi. Liệu rằng có phải là Goblin không? Rồi, áp cấp lên cấp 5 rồi. Rôn cái. Ê, được đấy. Giờ xoa lên 2 sao à? Cho giờ xoa vào nhỉ. Ok, không có cái giáp thôi. Mất cái giáp Goblin. Nhưng mà cái giáp Goblin ở giai đoạn đầu nó khá là khỏe đấy nhá. Tôi hơi phân vân đấy. Cái con này thực ra tăng mana nhưng mà cái giáp Goblin đầu game nó khỏe lắm. Thôi, từ từ đã. Cái giáp Goblin nó rất khỏe, nó hồi 20 máu và nó cộng 15 giáp. Dạ, đầu game cái con nào mà có bắp cái giáp đấy thì nó cực kỳ trâu luôn. Mà lúc đầu ấy nó chỉ có mấy con thôi nên là cái giáp đấy nó cũng rất là khỏe. Người ta chơi Goblin thì chủ yếu là mạnh ở cái giáp mà. Thôi, từ từ đã. Ui dồi ôi, giáp lại bắp vào cái con kia chứ này. Nhưng mà không sao, ăn được rồi. Nếu mà tôi không có cái tẩu ấy, chắc là tôi cũng lấy con dơ so vào đấy. Nhưng mà tôi có tẩu rồi. Từ từ đã. Ok. Buông con này đi. Roll cái. Ok.
Tôi đang có ý định gì anh em biết không? Có một cái ý tưởng đấy là nếu mà tôi chơi được Goblin thì tôi sẽ chơi Goblin. Sau đó tôi sẽ đánh 5 đô 3 sao. Đấy, còn nếu mà giả sử như không chơi được Goblin nhá, thì chúng ta sẽ có một cái ý tưởng như này, anh em xem có được không? Có hay ho. Đấy chính là tôi sẽ chơi con mèo kết hợp với Insectoid, nhưng mà tôi sẽ lấy cái quả trứng rồng. Đấy, để cho con mèo này khi mà những cái con Insectoid hiến tế nó chết, nó sẽ đẻ ra con mèo và chúng ta sẽ được chứng kiến một cái đàn quân mèo nhảy nha anh em nhá. Những chú mèo nhảy TikTok. Đấy, nó sẽ có trong cái tập này. Đủ đặc sắc chưa anh em? Chắc chắn là nó sẽ rất hấp dẫn nha anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ coi như là có những cái ý tưởng như thế. Đấy, nhưng mà vẫn phải lựa cơm gắp mắm anh em nhá, tức là bài nó ra thì mới chơi được. Rồi. Tức là bài ra mèo ấy thì mới chơi được như thế, còn nếu mà bài không ra mèo thì chúng ta chơi Goblin, hay là nếu mà ra bom thì chơi Goblin. Đấy, mà nếu mà còn không ra cái đấy nhá thì lại chơi có thể mết miết các thứ vẫn được. Rồi. Hai con bọ cạp này. Rao này thắng là có thể là mua được con bọ cạp. Ok. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng là có một con mèo. Bây giờ chưa có mèo thì khá yếu đấy anh em ạ. Goblin ấy mà đến round 8, tức là một round nữa là các cái đối thủ của chúng ta nó sẽ form được ở level 6. Và ở level 6 thì có rất nhiều đội hình mạnh, ví dụ như là 6 Clay này chẳng hạn này, thì chắc chắn là chúng ta thua nếu mà chúng ta không có hai mèo. Đấy, hoặc là họ sẽ form được ví dụ 6 Warrior chẳng hạn. Đấy, những cái bộ đấy là chúng ta sẽ thua. Đây, những cái bộ này là tôi nghĩ là không có cái cửa gì rồi. Đối thủ ghép cái chén thánh nữa thì thôi. Nói chung là cái round này là thua. Mà từ lấy giờ là vẫn đang thua nhá. Thắng được có mấy trận đầu tiên thôi. Còn bây giờ nó kiểu nó bị muộn rồi ấy. Con Heaven Bomber là cái con gây đam ấy, nó không có lên được 2 sao. Đấy, tôi thua anh em ạ. Chết rồi. Được rồi. Được. Đấy, ít ra là cái con này nó lên 2 sao thì mới có cái cửa là đánh ở cái giai đoạn đầu game là ngon. Ok. Rồi, tôi nghĩ là như này là có thể giữ được máu. Thắng hay không thì nó còn tùy xem gặp đối thủ nào anh em ạ. Gặp những cái thằng Clay ấy thì sẽ không ăn được, gặp những cái thằng Warrior thì ăn được. Đấy. Chỉ gặp gặp Hunter thì cũng thua, gặp Hunter thì chắc chắn thua. Đấy, gặp thằng này thì ăn được, gặp thằng này thì ăn được. Gặp thằng này thì ăn được. Gặp thằng này thì ăn được, xin cái chuối nhá. Úi giời, hay quá. Đấy, nó tùy đội hình mà. Đội hình gặp Gladiator thì ăn được. Bọn này thì nó chủ yếu là đánh tay thôi. Mà cái con những cái con Goblin này thì giáp nó to, nó không sợ. Rồi, bây giờ thì ơ con Doom này được không? Thôi. Slot tiếp theo tôi nghĩ là sẽ dành cho một con Heaven Bomber nữa. Và tôi cũng sẽ không up cấp sớm đâu anh em ạ. Bây giờ nha, trừ khi ra con mèo tôi up cấp, không thôi trở level 6 luôn. Chơi ở level 6 nó dễ ra anh em ạ. Rồi rồi, xem là thằng tiếp theo nó là cái thằng nào. Chúng ta còn gặp ai nhỉ? Vậy là chúng ta chưa gặp Tàng Long. Tàng Long à? Tàng Long thì chơi cái gì? Hunter. Hunter thì cái đội hình này có cửa ăn không nhỉ? Hunter mà chưa đủ 6 con thì vẫn có cửa ăn nhá. Tôi quyết định là tôi không ép up 7 đâu, nên là round sau tôi cũng chả làm gì cả. Đó. Đồ này chúng ta ghép được cái đây, cái giảm hồi chiêu này ghép được này. Từ từ đã. Giảm hồi chiêu ghép được mất cái trứng. Đứng tính. Anh em nên nhớ tôi phải giữ cái trứng nha anh em nhá. Ở đây là ghép được cái trứng nhá. À đây đây đây, có slot. Chúng ta có một cái nhẫn lẻ ở bên kia. Có nhẫn lẻ được, chúng ta giữ cái nhẫn lẻ để khi có cái áo mưa chúng ta ghép cái trái trứng đã nhá anh em nhá. Chúng ta phải có những cái món đồ trấn phái của nó. Món đồ trấn phái của Insectoid là chính là cái quả trứng rồng. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải giữ cái slot đấy. Còn nếu mà giả sử như mà không chơi Goblin thì tôi sẽ bỏ cái slot đấy, tôi ghép những cái khác nhá. Trấn phái của bộ Goblin chẳng hạn. Tàng Long này. Ui, 6 Hunter này. Không để ý. 6 Hunter nhưng mà ăn được không? 6 Hunter chưa kẹp đỏ thì vẫn ăn được. Tôi nghĩ là thế. Giáp to trâu lắm anh em ạ. Đây này, anh em thấy không?
Cái giáp ấy, cái giáp Goblin giai đoạn đầu game nó rất mạnh nhá. À, chơi bộ Goblin chủ yếu là mạnh ở cái giáp thôi. Nhưng mà cái giáp này đương nhiên nó phải bắp đúng con. Rồi, luôn rồi. Hơi đen nhỉ. Chưa lên được một con mèo luôn ấy. Nhưng mà nào này chúng ta có thêm con sâu anh em ạ. Con này nó sẽ gia tăng sức mạnh đội hình nên đáng kể đấy. Nhưng thôi, tôi cho con sâu vào áp 7. Con sâu này nó đẻ ra đệ rất nhanh khi mà tôi kết hợp với con CM anh em ạ. Rớt so ở đây này nó sẽ tăng mana cho sâu, đẻ cái đệ sâu. Đệ sâu ấy, đệ sâu 1 sao ấy, đam nó rất to. Đấy, con đệ của con sâu ấy, đam nó còn to hơn là con sâu. Nên là tôi cho vào luôn để có thể là gây đam hỗ trợ. Ui giời ơi, sao lại gặp cái thằng này sớm thế. Chết rồi, sai cái dự định của tôi rồi. Tôi định là gặp thằng này sau ra 15 rồi tôi xả tiền. Không ổn rồi. Thế là coi như là sai lầm rồi. Quả này up cấp chỉ gặp những cái thằng khác để đấm thôi. Nhưng mà thằng này là khỏe quá. Khó rồi, game khó. Ui giời ơi, sao không ra sớm một round bạn ơi. Chán thật sự. Bây giờ mới ra thì còn có cái nghĩa lý gì nữa đâu. Chán thế nhở. Lẽ ra con bọ cạp lên được 2 sao ở đây anh em ạ. Trận này là hơi thọt tiền. Trận này lúc mà tôi sử dụng tiền ấy, nó lại không thắng được ấy. Nên là bây giờ tôi thọt tiền quá anh em. Vấn đề là khi chúng ta xả tiền ra nó phải chiến thắng cơ. Chúng ta không thắng được ở những cái round mà cắt chuỗi đối thủ ấy. Thì đâm ra xả tiền nó lại hết sức là phi lý. Nó lại gọi là những cái nó gọi là sai lầm trong những cái con game. Nó chính là cái việc là xả tiền nhầm cái thời điểm. Đây là một cái sai lầm đấy. Gặp thằng này nó sớm tính toán sai. Ủa. Được đấy. Đã có gấu kia các thứ rồi nhưng mà không ăn thua bạn ơi. Ui giời. Đấm nó sấp mặt luôn, 11 máu. À đây rồi, nhưng mà từ từ nha. Con này đương nhiên là sẽ không áp cấp. Con này là đánh từ tốn thôi. Luôn em cái lửa đây. Ú, quá hợp lý. Được đấy. Anh em thấy chưa? Chỉ cần sau 1-2 round thôi là tôi, cái đội hình của tôi nó đã đủ cái sức để đánh được với cái thằng King 33 rồi. Nhưng mà tôi phải nói thật, quá đen cho tôi. Anh em thấy không? Bây giờ nhá, chỉ cần gặp một round 13 thôi là tôi đã cắt chuỗi được rồi. Đấy, gặp một round 14 thôi là chắc chắn là tôi cắt chuỗi được nó. Nhưng mà không ngờ lại gặp ở đúng cái round 12 anh em ạ. Gặp thằng đấy ở round 12 mới cay. Tức là vừa mới hết cái vòng lặp đầu tiên, gặp lại luôn. Cay thật. Chứ cái tầm này mà cho tôi gặp là chắc chắn là tôi tự tin luôn là tôi ăn được rồi đấy. Đội hình như này thì không bao giờ có thể thua được luôn. Đấy, bây giờ tôi đánh chuỗi thắng rồi này. Mà tiếc quá, xả tiền một lúc mất hết cả cái chuỗi kia. Mà bây giờ nó lên 8, nó up lên 8 rồi. Chuỗi xanh thì kia cơ mà. Ra 14 đã lên được 8. Ui ơi, con thằng này nó còn có gấu đù 2. À, con gấu tổ 2 này. Gấu tổ 2 sao luôn ở ra 14. Chơi ảo Macarada thật. Thằng này tí nữa là sẽ chuyển sang đỏ này. Đỏ kết hợp với Metalist cho xem. Thằng này thì cũng đang có cái chuỗi là cộng 9 nhá. Đang có 50 máu chuỗi cộng 9 ở ra 15. Level 7 rồi. Ây à, càng đấy. Trận này khó anh em ạ. Khó khăn. Khó khăn. Mặc dù là tôi bây giờ đang 81 máu, tức là vẫn đang ở cái top trên nhá. Nhưng mà tôi có cảm nhận được cái trận này nó đang khó khăn đấy. Không đơn giản. Trận này cũng VIP Pro đấy anh em. Nhìn toàn những cái tên đang ở trên top bảng xếp hạng đó. Trận này ít nhất thì cũng phải tính toán ở đâu đấy phải 5 thằng Queen. 5 thằng rank Queen là ít nhất. Không có nhiều. Tính sơ sơ là 5 thằng rank Queen đấy. Thôi được rồi, từ từ nha. Bình tĩnh. Tôi phải pick thêm một vài những cái tùy chọn để counter. Nguy hiểm đấy. Trên này phải tính toán hết sức cẩn thận anh em ạ. Nhìn là đội hình ở mỗi thằng nó chơi một kiểu ấy là nó đa dạng lắm. Nên là mình phải chuẩn bị sẵn. Thứ nhất là chuẩn bị là counter vào những cái nhà mà có dấu hiệu là sau này là solo 1v1. Thứ hai là gì? Thứ hai là cũng chuẩn bị sẵn cái đội hình mà có thể là chúng ta sẽ counter vào đa số những cái người chơi mà đang chơi cùng. Đấy. Có hai cái nội dung mà như thế thôi.
nha anh em nhá. Rồi. Goblin thì thôi, chắc là thôi. Không có cái cửa nào đâu. Chỗ này khó. Khó anh em ạ. Không được, tiền nó bị thọt rồi. Goblin lên 9 rồi. Lấy đâu ra tiền? Bây giờ hên ra lên 8 ra là con máy bay ra, con bom thì quay xe Goblin. Nhưng mà cái tầm đấy Goblin ấy, tôi sợ là nó cũng đã bắt đầu nó đuối rồi. Cái tầm round 16 này nhá, đủ tiền lên 9 cơ, à đủ tiền lên 8 cơ anh em ạ. Cái round này ấy, đủ tiền lên 8 thì mới chơi được. Mà bây giờ chưa đủ tiền lên 8 luôn. 26 tiền mà bây giờ up lên 8 là hết tiền. Đấy, tôi chỉ tính thế thôi là biết là Goblin là low hope rồi. Nên là thôi. Đây này, ui giời ơi anh em nhìn này. Tôi đã bảo với anh em rồi. Cái trận này cực kỳ là gay cấn luôn. Khó ấy. 16, 6 bit. Căng chưa? Đấy, những cái thằng yếu gặp hết rồi. Cái thằng có chuối thì cũng đã gặp rồi, nên là không cắt được nữa. Cực kỳ thọt tiền luôn. Này, Velom này, có chơi không? Này, chốt lần cuối nhá, nếu bây giờ mua con Velom vào ấy. Con này 4 tiền. Tức là chúng ta vẫn chưa đủ tiền áp cấp lên cấp 8. Thế bao giờ mới ra được bom? Và tôi cũng không muốn là bán cái con insect ở phía dưới ấy đâu. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nếu mà bây giờ tôi bán con insect phía dưới đi, tí nữa mà chả may nó không ra bom là tôi xuống hố. Đấy, nó là như thế các anh em ạ. Ở đây cũng có cái đồ là đồ trứng rồng để cho insect rồi đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ nhá, nếu mà chốt đồ trứng rồng thì chúng ta sẽ phải chơi insect. Đấy, mà chơi insect có đã chắc chưa? Hay là nó sẽ là mết chẳng hạn. Bây giờ ra con già này. Đấy, hay là ra con Thunder Spirit là có khi là chúng tôi lại bắt đầu lại quay xe đấy. Vẫn kịp. Đấy, còn hơn là bây giờ cố chấp và đi Goblin hay đi Insect trong khi là bài không ra. Đấy, bây giờ nhá, ra thêm mèo nữa thì bắt đầu lại chơi Insect, lại quay xe. Còn không ra mèo thì thôi nhá, tôi chắc là tôi chơi mết cho nó an toàn. Tầm này chơi mết là nói chung là vẫn có thể là chơi được. Với cái lượng máu kia thì tôi vẫn có thể xoay được anh em ạ. Cũng xoay được. Vô tư. Đó. Được thêm cái công nghệ Mech Drone. Ui, thế thì từ từ nha. Thế thì đúng rồi đấy. Thế thì là con đường chúng ta chọn là đúng rồi. Chốt nha anh em nha. Thôi, thế như này thì thôi nhá. Không chơi Goblin nữa. Đấy. Thế này thì không chơi Goblin nữa. Chúng ta sẽ chơi chuyển sang chơi Insect. Ok. Rồi. Bán đi tích tiền thôi anh em ạ. Con Sky để lại một round nữa anh em nhá. Bây giờ bán thì nó cũng 40 tiền rồi. Để lại một round nữa, biết đâu nó lên 2 sao. Tận dụng Sivet thì cũng ok. Trận này có cả 9 Assassin này. Ui dồi ôi, nhiều line up thế nhờ. Khó counter phết đấy. Trận này đánh đa dạng quá mà bọn nó form được hết đội hình rồi anh em ơi. Thằng nào cũng form được đội hình chuẩn trước round 20. Sợ thật sự luôn. Thôi, cái con Skybreaker thì nó hết cơ hội rồi anh em ạ. Cái tầm này thôi. Nó bị muộn rồi. Sau cái round 18 là bắt đầu nó form hết đội hình rồi. Thì cái con Sivet nó chả để làm gì. Sau cái round này ấy, là khả năng là tôi còn phải form là về cái bộ insect luôn ấy anh em ạ. Đấy, chứ không đơn giản đâu. Còn 62 máu anh em biết không? 20 round. À, 20 máu một round ấy. Có nghĩa là 3 round là bay màu đấy anh em. Tốc độ trận đấu này tôi cảm nhận được là tốc độ rất nhanh anh em ạ. Không đơn giản đâu. Những cái thằng Hà kìa ở cái dưới cái phần top, coi như top 8 kìa, nhưng mà đâu phải top 8 đâu. Thằng đấy nó đang nó gọi là form về 6 đỏ Metalist đấy anh em. 6 đỏ Metalist ở trong meta mới sau update nó đẩy cực kỳ kinh khủng luôn anh em ạ. Không đơn giản anh em nhá. Đấy, tôi đang lo sợ là bây giờ trận này có khi vớ vẩn là đang cố chấp vào top 8 ấy. Anh em thấy chưa? Bây giờ gặp thằng nào cũng thua nhá. Bọn nó đã coi như là form được hết rồi mà. Đấy, bây giờ mới chỉ là gọi là bị đẩy 7 máu thôi. Nhưng mà sau cái round 20 ấy, là anh em thấy là nếu mà gặp beat ấy, hay gặp 6 đỏ Metalist đi nhá, là chắc chắn là nó phải full bản luôn đấy. Đội hình như này làm gì mà ăn được đâu. Hết cơ hội. Đấy, tốc độ là bây giờ tụt máu cực kỳ nhanh. Trận đấu có 5 ông Queen ghép chung vào một trận đấu. Trong đấy là có 4 ông một top server. Thì mẹ cái tốc độ của nó đúng kiểu bàn thờ luôn anh em ạ.
cảm nhận cái chết nào đó đến tận lời rồi đấy. Mặc dù là tôi đang top 3 nha anh em nhá, đang coi như là sắp chết đến đít luôn rồi đấy. Anh em nhìn thấy tới tôi, nhưng mà tôi biết là sắp tới là cực kỳ kinh khủng luôn. Nếu mà chúng ta không giữ nổi máu, anh em nhìn đi, kinh không? 6 bit hai ông nhá, 9 assassin, thằng ở dưới cùng là 6 đỏ, 6 đỏ metalit. Trời ơi, 9 phe giờ, 9 phe giờ luôn, thằng Coca chơi 9 phe giờ. Thằng phía trên cũng bắt đầu chuyển dần về 6 đỏ rồi. Còn mỗi tôi bây giờ còn chưa ra Goblin, chưa ra cái gì hết. Anh em thấy chưa? Tôi chỉ cần ngó như thế thôi là tôi biết được là anh, để cho anh em biết là sắp chết rồi đấy. Căng thẳng. Ui ôi, thôi được rồi, ở đây chúng ta ghép chốt đồ luôn nha anh em nhá. Trứng rồng với giáp thép, ghép luôn. Chốt luôn còn chiến thôi anh em ạ. Đa lúc mà phải xả tiền cực mạnh đó đấy. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đẩy lên 8. Cho con này vào này. Hai set toy. Lốt ra này nha anh em nhá. Lốt ra này đi. Thực sự là chúng ta sẽ không kịp để round này chúng ta có thể form được bài đâu. Để lốt round này đi. Ok. Rồi. Thập ngay đằng 9 phe giờ cái round 10-21 ạ. Thật là như thế luôn. Ôi rồi ôi mẹ ơi, nó còn cướp được cái con bọ cạp của tôi. Đỡ kéo được rồi. Clear đi, bớt tí đi. Bớt tí đi. Nhảy. Đúng rồi. Giết mấy con đằng sau. Nhảy ở đằng sau. Ôi dồi ôi, nó cướp được con bọ cáp tay nhở. Cũng phọt được thêm một lần trưởng nữa. Ok, thôi cũng mất được ít máu. Cũng 9 máu rồi. Chơi cái bộ insect này xả tiền ở level 8 là nó cũng sai bài lắm. Nhưng mà hết tiền rồi anh em ạ. Chán thật đấy. Thôi phải roll nó hết tiền hết máu rồi anh em ơi. Không lên được 9 đâu. Ở đây là bây giờ là vẫn còn đang thiếu một con insect. Này, chúng ta vẫn chưa đủ bộ, thiếu cái con nhện. Bây giờ phải roll hết tiền để ra con nhện thôi. Nhưng mà bây giờ còn có mua 9 giây, cay thật. Thôi rồi, từ từ đã, lốt rao vậy. Rao này hứng chịu là hơi bị nhiều ấy nhá. Quả này là mất máu hơi nhiều luôn đấy. Bớt đi tí nào. Bớt cho tôi tí đi nào. Giết thêm con nữa đi, giết thêm con súng nữa không? Giết thêm con súng đi. Ôi ôi. Nhảy vào chỗ kia. Ôi, nhảy cái kiểu gì? Nhảy một chỗ đấy kia thì chán thật. Cái này làm sao mà làm TikToker được? Ui ôi, mẹ ơi, còn có 33 máu anh em thấy chưa? Ôi hết hồn anh em ơi, tốc độ lên thôi. Đây rồi. Vẫn thiếu con nhện anh em ạ, vẫn chưa có nhện. Roll thêm cái nữa. Rồi, hai mèo được. Hai mèo 2 sao. Kiếm con nhện đã anh em ơi. Nhện ơi, mày ở đâu, mày ra đi. Nhện ơi, nhện. Tao cần con nhện. Một con nhện nữa thôi. Trời ơi, thiếu con nhện. Nhện, mày ra đi. Mày ra không. Ra ngay đi. Ôi, tôi chết tôi rồi, hết tiền rồi. Ra nhện, nhện ơi. Nhện ơi là nhện, nhện ơi. Tại sao mày không ra? Tôi chết tôi rồi. Làm nào bây giờ? Làm nào bây giờ? Chết rồi. Ba máu rao này đi. Ui gặp về top 1 ạ. Ui rồi ôi, gặp cái thằng 6 bit này thì đẩy cho sấp mặt rồi anh em ơi. Được không? Ui rồi ôi, được rồi, may quá anh em ơi. May quá, hợp lý. Nhện ơi rồi ra đi. Vâng ạ. Ra đi nhện ơi, không có nhện. Sắp chết rồi. Rao này rao 24 à? 33 máu thì thực ra là vẫn có thể sống được. Một rao thì không bị đẩy 33 máu đâu. Bán con này đi rôn phát lửa ông nhỉ? Bán con dơ so đi thì là sẽ không tăng được mana. Thì khả năng tèo ở rao tiếp theo là rất cao nếu mà gặp beat. Thôi, chấp nhận. Liều fan xem sao. Được ăn cả mà ngã thì về không thôi. Liều anh em nhá. Gặp kinh sỏi xám. Chơi assassin. Ok. Thằng này thì mất không nhiều máu lắm. Chơi được.
Chơi được. Chơi được. Ăn cơ. Ui xôi. Được đấy. Nhưng mà cái con nhện nó vẫn chưa ra. Hay tôi chưa pick con nhện nhỉ? Rõ ràng nó pick rồi mà con mẹ cay thật đấy anh em ạ. Rõ ràng là tôi pick cái con nhện từ đầu game rồi mà nó vẫn chưa cho tôi. Này nếu mà round sau ấy 26 mà không ra con nhện nhá thì xác định là cúc luôn đấy anh em ạ. Cố mà ra nhá. Thề bây giờ mà không ra nhện là cúc luôn. Chắc chắn là đóng hòm round sau. Đấy là tôi còn chưa tính đến cái việc là tôi đang chơi Insector ở level 8. Insect là nó phải chơi ở level 9 mà bây giờ tôi đang phải chơi ở level 8. Đấy. Tức là tôi là không lên được 9 thôi anh em. Sợ thật sự luôn. Tốc độ trận đấu rồi rất nhanh luôn đấy. Úi giời ơi, thôi random thôi. Phải ra cái trái trứng anh em ạ. Trứng. Úi giời không được. Chán thật sự éo có trứng anh em ạ. Đùn này. Úi giời, trứng. Cũng là trứng nhưng mà trứng này lạ lắm. Trứng này là thôi được rồi, ok, ra được cả nhện rồi này. Rồi cũng được. Ui giời ơi, thế là lại sống rồi anh em ạ. Ôi thế là lại sống rồi à? Ừ, thế thì lại ok. Được rồi. Ổn rồi anh em ơi, có hai hiện tế ở đây được rồi. Quá dã man luôn cho một cái con game. Thế là lại sống. Thôi đấy, tầm này là có thể là lên 9 được rồi đấy. Ok anh em nhá. Rồi. Ok, chúng ta sẽ lên 9 và chúng ta sẽ kiếm thêm Warlock. Kẹp thêm Warlock có chính là con ở phía dưới con Battleman ấy. Chúng ta sẽ đủ bộ. Chắc trận này chưa ở 9 con, không lên được 10 đâu. Với cái thế trận kiểu dạng như này. Ui dồi ôi, mẹ ơi, gặp ngay cái thằng này rào sáo may tê lị. Nhưng mà thằng này có ngộ không? Nó có ngộ không, nó clear được. Ui, căng lắm anh em ơi, nó đẩy tôi kìa. Căng thật. Ơ kìa, vẫn ăn được cơ. Ừ, vẫn ăn được cơ. Ừ, làm sao. Ngộ không làm sao. Thằng này nó kẹp bít với cả 6 cá à? À không, 6 bít 4 cá đúng không? Đây à, vẫn ăn được cơ. Ừ, tao form được đội hình rồi. Inset, bạn ơi, inset bạn ơi. Trừ khi ở lên ngộ không 2 thôi nhá. Còn ngộ không 1 thì vẫn vô tư. Vô tư. Rồi. Úi dồi, hết hồn anh em ơi. May đấy. May quả vừa rồi ấy là cái máy ấy. Máy ấy anh em ạ. Nghe tôi coi như là hò hét kinh quá. Thế là nó phải dụng tôi cái trái trứng. Tôi không ngờ là cái tiếng thét của tôi nó lại có cái sức hấp dẫn đến như thế đối với máy. Máy nó nghe tôi thốt lên mà coi như là nó phải dụng trứng luôn. Thế này hình như là cái máy này nó giới tính nữ thì phải. Úi giời. À, rồi, nói chung là như này là ok rồi. Bây giờ tự tin lên 9 thôi anh em. Tự tin lên 9, up 9 vào cho Warlock nhá. Đấy, bây giờ này nói thế thôi nhá. Chứ những cái thằng ở trên ấy cứ cẩn thận. Mỗi nào mất khoảng 20 máu thôi thì những cái thằng như kiểu King 33 kia thì cũng bay màu sớm thôi anh em ạ. Đấy rồi, gặp King 33 này. Ra được Kalong, ra được Secret Lancer, ra được Light Spirit, kẹp 6 đỏ. Nhưng mà làm sao bạn ơi, nhưng mà làm sao? Làm gì có đam, làm gì có đam. Ồ, ra nhiều 5 đô đấy nhưng mà toàn một sao anh em ạ. 6 đỏ ấy, nó không có đam đâu. Nhiều phết đấy nhỉ. Ui ôi, 24 máu. Tôi cứ nghĩ là 3 round cơ, tức là mỗi round 20 máu đấy. Nhưng mà ai ngờ là chỉ có 2 round thôi. Trời ơi, 29 máu được kìa. Anh em thấy chưa, tôi phọt rồi phát lên top 3 luôn. Đấy, nha, nhìn King 33 hết tiền rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, đang coi như là chuỗi ra thắng rất dài luôn. Form là cái đội hình 6 đỏ ở level 10, up lên 10 rất sớm luôn đấy. Từ cái lúc mà tôi đang lang thang ở 7 cơ, là nó đã coi như là ngấp nghè lên 10 rồi. Anh em nhớ không, round 23 ấy, đến round 26 ấy, là nó đã lên 10 từ cái đời nào rồi. Nhưng mà bây giờ đấy anh em thấy không, cái tốc độ trận đấu ấy, tôi nói rồi, tất cả đều rất kinh khủng. Đừng có nhìn những cái người ở phía dưới mà thấy là người ta sắp đi.
Và cũng đừng có nhìn đến những cái người phía trên mà nghĩ là người ta có thể vô tư là vô địch nha anh em nhá. Không đâu anh em ơi. Lên nhớ cái trận này nhá, có 4 ông ở top server. Dậy chết kinh lắm anh em ạ. À. Đấy, tôi là một ví dụ này. Thấy chưa? Dậy kinh không? Thấy chưa? Đi rồi. 13 máu chắc chắn đi luôn. Bây giờ tôi còn có chuối. Anh em thấy không? Nó gọi là thông thạo 10 đấy anh em ạ. À. Rồi nhá. Cấm đánh à. Cấm đánh thì có cái ghép luôn không nhỉ? Ghép với cấm đánh này là phải soi đối thủ. Đấy. Từ từ đã, để xem. Một phát, một round bay hai, bay màu hai đứa. Đấy, kinh 33 này vớ vẩn là top top 5 ấy. Anh em ạ, à, nhìn thế này, ốc thế này. Ốc này thì có kháng hiệu ứng nhá, có cấm đánh nhá. Rồi, ghép cấm đánh luôn. Bởi vì làm sao kháng hiệu ứng mới 1 sao. Chưa phải đồ cam anh em ạ. À. Rồi, bây giờ chúng ta lên 9 được chưa? Lên 9 luôn. Cho Warlock vào. Tính toán phải cẩn thận, chỉ cần sai một ly đi một dặm anh em ạ. À. Đội hình này chưa chắc đã gọi là ok đâu nha anh em nhá. Đội hình này là cực kỳ là nguy hiểm đấy. Một round có thể bay màu đấy anh em nhá. Gặp beat là bay màu đấy, hết sức cẩn thận. Thằng này chuyển sang 9m à? À, thằng này vừa lấy là 9 feather. Nhưng mà bây giờ chuyển sang 9m, thế thì đi rồi. 34 máu ạ, à, 34 máu ạ. À. Làm sao? Quá đen cho cái thằng này khi mà ở trong trận đấu có một người chơi insect. Trời ơi. Anh em thấy không, một cái trận đấu quá đa dạng luôn. Mỗi người chơi một kiểu ấy, mỗi người chơi line up khác nhau. Insectoid như Hunter như 6 đỏ này, 6 đỏ kẹp Metalist, 6 đỏ kẹp Lùn này. Đấy, 9 Assassin. Đấy, cái gì nữa nhỉ? Beat. Ui dồi ôi. Một trong những cái đội hình, một trong một cái trận đấu mà phải nói là quá đa dạng đội hình luôn. Đấy, chứ không phải như mấy cái trận đấu mà toàn 4 ông spam Ngũ Long Hòa Hình. Còn lại là Insect Fallen đúng không? Anh em thấy không? Trận đấu đỉnh cao luôn. Một cái trận đấu ở mức rank cao. Đấy, quá tuyệt vời. Nhưng mà ngoài cái tuyệt vời đấy ra thì cái khả năng mà chết bất đắc kỳ tử nó cũng dễ lắm. Anh em ạ. À, anh em nhìn cái thằng Bibo kia chưa chắc là đã là chuôi đấy nó ngon đâu nhá. Chỉ cần 2 round thôi. Mỗi round gặp tôi đẩy khoảng 20 máu thôi thì cũng bay màu sớm thôi anh em. Cái vấn đề là gặp ai thôi. Đấy, bây giờ Coca, Sói Xám hay là Ba sẽ là cái người đi trước. Ôi, căng phết đấy anh em ạ. À. Nhìn tôi thế thôi nhưng mà tôi có thể ra đi nhá anh em nhá, chưa biết ở đâu. Bây giờ phải xem cái món đồ. À đây rồi. Được. Được đấy. Quá hợp lý anh em ạ. À. Có trứng rồng rồi. Có trấn phái ở đây rồi anh em ơi. May quá nhỉ. Bây giờ là làm gì đây? Bây giờ chắc là chúng ta có trứng rồng rồi, chúng ta bỏ mất con bây giờ thêm một con hiền tế nữa, bỏ con nhện ra. Tạm thời bỏ con nhện ra được. Nếu mà bây giờ có thêm một con hiền tế. Tôi sẽ lần lượt tôi sẽ thay dần những cái con nhện này ra này. Thay những con bọ cạp ra thành con nhện hoặc là con bọ hung nha anh em nhá. Chúng ta sẽ giữ lại cái con sâu để có thêm Warlock. Thế thôi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải nhây đến khoảng ra 35-40. Chúng ta mới bắt đầu form dần được sang cái đội hình tối thượng được. Bây giờ nó vẫn đang khá là yếu đấy, chưa mạnh đâu anh em ạ. Nó sang nó soi bài liên tục luôn, vãi cứt thật sự luôn á. Vì thế nên chúng ta phải hết sức cẩn thận mấy cái con co nhá, mấy cái con co là hay bị gì lắm á. Phải cẩn thận chuyển vị trí ở những cái con co đi trong cái trường hợp mà bị bắt, anh em hiểu không? Ui gặp thằng này. Ui 102 rồi, tôi chết rồi, xong rồi anh em ơi. Ui mẹ ơi, thằng này nhiều khống chế lắm. Này có Tsunami có ngộ 02 này. À. Ui nhìn đập kìa, nó đập kìa, thôi chết tôi rồi. Tôi rồi. Ôi chết hết đi các bạn ơi. Tôi không ổn rồi, tôi không biết tôi còn có thể trụ nổi không anh em ạ. Ngộ không nó lên 2 sao rồi. Trụ nổi không đây. Tức là gặp thằng này là sẽ thua. Chúng ta không có một cái con co đam tay mà có thể là dứt điểm được cái con ngộ không. Bởi vì tôi là chơi theo kiểu content nên là cái con mèo của tôi nó chỉ gây đam for fun thôi anh em ạ. Trời ơi, làm sao để kết liễu được cái con ngộ không này, nó cả vấn đề đấy. Bây giờ nha, phải trụ top 2 anh em ạ. À đi ơi, có cơ hội. Từ từ nha, đoạn này phải bình tĩnh nha, xử lý đoạn này hết sức bình tĩnh. Thì mới có cửa để mà trụ lại được, trụ top được anh em ạ. Bây giờ nha, bán bộ cạp đi, bán luôn. Ok, chúng ta đập trứng cho con nhện đã này. Rồi.
Thế này là đủ tiền tề đúng không? Bây giờ mua con Light Spirit vào. Đủ tiền. Đấy, vừa đủ tiền luôn. Hợp lý. Rồi, chuyển như thế này ấy, là vẫn có cửa là có thể là ăn. Chuyển như này vẫn có cửa ăn anh em ạ. Hoặc là chí ít là có thể giữ được máu khi mà gặp cái thằng Beat. Đây này, gặp lại này. Ui rồi ôi, mẹ ơi, may quá anh em ơi, chuyển kịp rồi ôi. Không, đoạn này mẹ nó đẩy chết luôn ý. 22 máu, 23 máu này là khả năng đi là cao này anh em này. Nhưng mà may quá anh em ơi, trời ơi, mẹ một cái pha chuyển nó quá là quyết đoán luôn anh em ạ. Tính toán chuẩn tê là Tuấn ơi, đùa. Trời ơi, mẹ xuất sắc luôn anh em ạ. Không thể tin được đấy. Rồi, ngon rồi. Thế là qua cái cửa top 2 chắc rồi anh em ơi. Thế bây giờ rau này là gặp cái thằng King 33 đúng không? Thì chúng ta lại bỏ những cái con này ra, chúng ta lại cho hiến tế vào anh em ạ. Kết liễu cái thằng King 33 ở cái rau này anh em nhá. Trời, sao tôi lại có thể phục tôi quá đi mất thôi. Chỉ vì ra cái con Light Spirit và cái con kết hợp với cái con Battleman đấy mà tôi còn sống sót dễ chết được thành công luôn anh em ạ. Thôi thế là xong rồi anh em ạ, chắc xuất top 2 rồi, chắc xuất top 2 rồi. Còn top 1 thì hơi khó, bởi vì là sau là khi mà chúng ta counter đối thủ thì đối thủ xếp bài lại là đối thủ sẽ thắng thôi. Nhưng mà không sao, anh em nhớ kết liễu thằng 33. Rồi đem 33 lên đây. Ơ, sao lại là thằng này? Ơ, gặp rồi mà. Ui rồi, sai rồi anh em ơi, tại sao lại là cái thằng này nhỉ? Tôi chết tôi rồi, thế thì tôi lại bỏ hai con kia ở ngoài rồi. Ui giời ơi. Nhưng mà chết sau đi, chết sau đi. Top 2, top 2, top 2, top 2, top 2, top 2. Mày chết đi King 33, chết đi King 33, chết đi, chết đi. Ui dồi ôi, tôi chết trước. Mẹ cay thế nhờ, 31 máu nữa kìa. Thằng King 33 nó chết sau tôi 1 giây. Ôi giời ơi, mẹ. Phải cứ thật tính toán sai anh em ạ. Hình như là cái round trước đấy là tôi gặp cái bóng, chứ không kể gặp bản chính. Trời ơi, tôi ngủ quên nhưng chiến thắng quá đi mất tôi. Không hiểu kiểu gì luôn ạ. Chán thật sự. Suýt nữa thì là siêu phẩm rồi đấy. Rồi, chắc là không phải là siêu phẩm đâu. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Cái con máy bay nó mạnh đến cái cỡ như nào anh em nhớ, khi mà nó thay đổi cái skill, anh em có thể xem và cảm nhận. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi một trong những cái bộ mà ở trong meta mới nó rất là hay ho. Đấy là chính cả cái bộ line up Sasori anh em nhá. Điều khiển những cái con rối của đối thủ cực kỳ hay luôn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.